Thưa quý vị, cảnh sát bắt giữ 9 người trong chiến dịch truy bắt các tội phạm mua bán mại dâm bất hợp pháp tại Anh Quốc. Truyền thông quốc tế vào ngày thứ Ba 9 tháng Giêng loan báo, giới chức trách sở cảnh sát đã bắt giữ được ít nhất 9 người bị tình nghi tham gia vào một đường dây mua bán mại dâm bất hợp pháp tại hai khu vực khác nhau của Anh Quốc. Chiến dịch bố rác nêu trên đã diễn ra trong cùng một ngày với sự tham dự của hơn 150 cảnh sát viên. Đây là một phần trong khuôn khổ của cuộc điều tra về tình trạng buôn người đang hoành hành trên toàn cõi nước Anh. Thưa quý vị, theo báo cáo của lực lượng cảnh sát Cleveland ở Mạn Đông Bắc quốc gia Âu Châu nêu trên, thì thông tin tình báo trước đó cho biết có ít nhất 10 người phụ nữ đã bị bán làm nô lệ tình dục và từng bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong suốt nhiều tháng vừa qua. Theo thống kê của chính phủ, có ít nhất 13.000 người sinh sống tại Anh Quốc hiện đang bị bắt làm nô lệ tình dục, nhưng con số này vẫn còn rất thấp so với thực tại.